Về mặt chẩn đoán xác định thì người ta có những phương pháp soi tươi. Đầu tiên là soi tươi và nhuộm. Cái việc soi tươi và nhuộm này thì không giúp cho chúng ta phát hiện được là vi khuẩn gì hoặc nấm gì, mà nó chỉ giúp cho chúng ta định tính, tức là xác định được là có hay không có thôi. Tức là khi soi vào thì chúng ta thấy là có vi khuẩn hay không có vi khuẩn, hoặc là có nấm hay không có nấm. Để chẩn đoán xác định thì người ta phải lấy cái bệnh phẩm ổ loét đấy, người ta nuôi cấy. Khi nuôi cấy thì nó sẽ cho kết quả rằng cái loại vi khuẩn này là gì, hoặc là loại nấm này là gì. Đây là một cái biện pháp được coi là chẩn đoán xác định. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái sự sai số nhất định. Cái sai số xảy ra ở đây là gì? Thứ nhất là có thể cái vị trí mà lấy, chúng ta lấy vị trí lấy bệnh phẩm đấy chưa chính xác. Thứ hai nữa là cái môi trường nuôi cấy cái bệnh phẩm đấy chưa chắc đã đúng với cái loại vi khuẩn gây bệnh. Và cái thứ ba nữa là có thể là có những bệnh nhân là trước khi đến với chúng ta thì bệnh nhân đã sử dụng những cái kháng sinh trước đó rồi, nó làm cho đấy là những yếu tố gây nhiễu dẫn đến sự sai số. Tiếp đến, người ta có những biện pháp, đấy là biện pháp ELISA. Cái này mang tính chất là chẩn đoán gián tiếp. Chẩn đoán gián tiếp có nghĩa là gì? Khi có thể, khi mà chúng ta bị nhiễm những cái loại vi khuẩn hoặc là virus hoặc là nấm gây bệnh, thì cơ thể của chúng ta bao giờ nó có một cái kháng thể kháng những cái tác nhân gây bệnh đấy. Và cái kháng tác nhân gây bệnh đấy thì chúng ta dùng ELISA chúng ta có thể chẩn đoán. Tuy nhiên đấy mới giúp cho chúng ta gián tiếp thôi, tức là chúng ta mới phát hiện rằng là cơ thể của chúng ta có kháng thể kháng lại đấy, chứ chưa thể bắt chính xác được. Và cuối cùng là cái phương pháp PCR. Phương pháp PCR được coi là phương pháp chẩn đoán chính xác nhất, bởi vì với cái phương pháp này thì nó PCR này là nó bắt được cái bộ mã gen của những tác nhân gây bệnh. Ví dụ bắt được gen của vi khuẩn này, bắt được gen của nấm này đấy, bắt được gen của virus gây bệnh. Thì cái phương pháp này được coi là chính xác nhất. Tuy nhiên nhược điểm của nó cũng rất là đắt tiền.